Vâng, xin chào bác, chào anh em. Hôm trước hôm thứ sáu định quay livestream cho bác nhưng mà vì có việc bận nên là chưa thể quay được. Thì hôm nay em sẽ quay một đoạn video để thanh lý những hàng thu cũ đổi mới cho bác anh em nhé. Và trước khi vào thì em cũng báo luôn cho bác, thì thứ nhất là em quay cái này thì quay lần lượt và báo giá lần lượt từng sản phẩm luôn. Nên các bác có xem sản phẩm nào thì em sẽ báo giá luôn đến sản phẩm đó. Các bác có nhu cầu thì gọi điện trực tiếp cho em. Và bên em vẫn có chương trình thu cũ đổi mới. Đây là những hàng thu cũ đổi mới các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ gọi điện trực tiếp qua cho bên em có số điện thoại đăng ở phần phần tiêu đề. Quay bên trong trước đi. Bắt đầu bên trong ra bên ngoài cho dễ. Đây là hai em băng số. Hai băng số thì có một em là APK 1200 mã này. Và một em vàng X12 Plus. Cái 12 Plus này là hàng mới của bên em luôn. Mở ra quay video cho các bác để xem mạch bên trong thì em thanh lý luôn cho bác với giá là 3,5 triệu đồng cho em X12 Plus này các bác nhé. Còn em APK 1200 mã này là hàng em tông lại của khách thì nguyên máy giá là 2,5 triệu đồng. Đấy, bạn thanh lý hộ khách luôn. Đấy là 2,5 triệu đồng các bác nhé. Đấy, APK 1200 mã chắc là không phải giới thiệu nhiều, anh em mà sử dụng vang số thì đã quá quen thuộc với cái mẫu này rồi. Giá mà thanh lý hộ khách này là cực kỳ mềm và hữu nghị rồi các bạn. Không có, chắc là không có con thứ hai đâu, bởi vì là anh em sử dụng những mẫu này trừ khi các bác đổi lên đời vàng cao cấp hẳn, hoặc là anh em nâng cấp lên những cái sản phẩm khác thôi. Vì có chứ bình thường anh em sử dụng con này thì ít ai có đổi lắm. Rất ít người đổi, giống như kiểu GD Gutin mà hàng xịn vậy. Thì ít anh em đã sử dụng qua đổi lắm. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với bên em. Ở trước này thì đây có cả âm ly này, có vang số, vang cơ, lai số đầy đủ cho bác luôn. Từ trên xuống dưới thì các bác, đây là em Audio Power X9 này. Audio X9 các bác có tên là ra ngay. Như hàng bãi trên thị trường thì đang bán tầm giá 1,4 triệu, 1,5 triệu gì đấy. Cái này thì em thanh lý hộ khách luôn, hàng vẫn còn đẹp nguyên, vẫn hoạt động bình thường. Giá 950.000 đồng các bác nhé, 950.000 đồng cho em Oppo X9 này. Còn bên dưới này là con Lex FX30 Plus. Lex FX30 Plus này thì chắc các bác nhìn nó hơi lạ đúng không ạ? Bản thân thì em nói thẳng luôn, con này thì nó như con Lex 20, nó in tên là Lex 30 thôi, chứ nó không phải là Lex 30 như bên em đang bán đâu. Lex FX30 Plus bên em đang bán hình thức nó khác hẳn. Và hàng loại 1 nó có nút revert này và đèn sáng đây. Con này thanh lý hộ khách luôn với giá là 800.000. 800 ngàn luôn các bác nhé. Có khiển và máy đầy đủ, vẫn hoạt động bình thường. Anh em về lắp ráp, về chơi, cải thiện âm đi thì quá hợp lý rồi. Giá rất là rẻ các bác nhé. Bên dưới thì có 2 BS. 2 BS này là hàng chính hãng các bác nhé. BS này chỉ hàng chính hãng thôi, nó không hàng nhái đâu, các bác yên tâm. Tem mác của nó còn đầy đủ. Em nâng tiếng BSB800 này. BSB800 này thì thanh lý hộ khách luôn với giá là 800 ngàn đồng cho một em BSB800, còn nguyên thùng hộp các bác nhé. Còn em vang BSV20 này, BSV20 này thì giá là 1,3 triệu đồng cho một em này. Hàng còn nguyên thùng nguyên hộp, tem mác còn chưa cào các bác nhé. Đây tem nó ở đây. Đấy, các bác nhìn này, tem bảo hành còn chưa cào luôn nhé. Hộp thì em đang để ở phía góc ngoài kia rồi. Cái này thì em muốn nói lại cho bác luôn, bởi vì là rất nhiều các đơn vị giới thiệu được cái nút revert này, revert xịn, nên là anh em về thì các bác lại lấy nàng này bảo là sao con này của chú thanh lý nó không revert, không tác dụng, thì cái này nó chỉ làm cho đẹp thôi các bác nhá. Đấy là em báo thẳng luôn cho bác luôn, không biết là ông nào giới thiệu con này cái nút revert, nhưng cái này nó không có revert đâu nhá. Em báo trước cho bác luôn. Đấy, em thử rồi. Còn giá này thì nếu mà anh em lấy trong tầm giá này thì quá hợp lý rồi. Bởi vì những hàng này mới bán ra thì nó rơi vào khoảng tầm 1,8 triệu thì trở lên. Đấy là con đơn vị bán rẻ nhất. Còn nếu giá nhiều đơn vị thì khoảng tầm đầu 2 triệu. Con này vẫn nguyên thùng nguyên hộp cho bác nhá. Đây là thanh lý hộ khách chứ không phải là BM bán hàng trực tiếp ra các bác nhá. Thanh lý hộ khách thì có giá đó thôi. Ở bên dưới thì là em C-Sao DSB668. C-Sao 668 này thì các bác mà lấy mẫu này thì các bác em thanh lý hộ khách, giá con này là 1,1 triệu. 1,1 triệu một con C-Sao DSB668 này nhá. Còn bên dưới là một em âm ly. Con âm ly này thì nó là hàng con này hàng lắp ráp tại Việt Nam thôi.
chứ không phải là hàng tàu đâu. Đấy, báo thẳng bác luôn. Anh hữu khách, con này là 500 ngàn đồng. 500 ngàn cho một em âm ly này về bác nghe nhạc rất thoải mái. Con này thì em cũng test rồi, tiếng cũng ổn. Sử dụng để mà nghe nhạc hay hát karaoke loa nhỏ thì vẫn hợp lý thôi. Đấy, vẫn eco, vẫn hoạt động bình thường các bác nhé. Để em con âm ly này. Ở bên này nữa, lại một em âm ly nữa thì cái này thì thành lý luôn cho bác luôn. Với em này các bác về nghe chơi được này, có nắp đê trên đầy đủ. Này có một vế này, 200 ngàn đồng cho một em âm ly này nhá. Con này model của nó là gì? Pro 666 A25 mã. Bên trong bác luôn. 200 ngàn cho một con này nhá. Các bác lấy con âm ly này thì liên hệ với bên em. Ở trên này có một em X3 này. X3 này có điều khiển các bác. Em test rồi và gói lại cẩn thận đây. X3 này. Các bác còn đấy, em này thì các bác em thanh lý hộ cho bác khách luôn. Bác cái đổi đồ thì em thanh lý cho bác luôn với giá là 2 triệu tròn. Cho em X3 này nhá. Có điều khiển các bác nhá. Các bác nhớ là có điều khiển. Hoạt động bình thường các bác nhá. Còn ở bên dưới này có một em buổi Motivity. Đấy, hàng chính hãng đây. Model là MTV 800. Con này 800W đủ ra một kênh các bác nhé. Con này thanh lý hộ khách luôn thì với giá là 5 triệu tròn. Các bác mua con này, mua hàng mới thì giá sẽ khá là cao. Nó rơi khoảng tầm 7 triệu rưỡi gì đấy, 7 triệu rưỡi, 8 triệu gì đấy. Em không nhớ rõ chính xác giá của nó, khoảng tầm giá đó. Con này vẫn còn đẹp nguyên đây. Số điện thoại của khách em còn dán trên này. Đấy, còn mới còn đẹp nguyên, hoạt động bình thường các bác nhé. Đây là con đây. Bên này thì có một em mic không dây này. Mic không dây này là BBS UK9000. BBS UK9000 này thì chất có đầy đủ tự ngắt và gia tốc đầy đủ cho bác luôn. Còn nguyên zin. Hộp này thì khách đổi này là đổi hộp thôi. Phụ kiện đầy đủ luôn các bác nhé. Cồn mic đây. Em này các bác nào lấy thì các bác để cho em 1 triệu 2 nhé. Đấy, 1 triệu 200 ngàn đồng cho em mic BBS UK9000. Bên này nữa sẽ có một con mà chắc chắn anh em sự kiện sẽ rất là quan tâm. Mixer Diaco CS1000. CMF1000 đây. Hoạt động bình thường đầy đủ, không thiếu một nút nào cả. Đây là hàng của khách đổi lên. Thì cái này bác nào có nhu cầu lấy em này, em thanh lý cho bác khách luôn là 4,5 triệu đồng cho một em Diaco CMF1000 này. Đây là hàng loại 1 các bác nhá. Đấy. Báo cụ thể luôn bác luôn. Hình thức còn khá đẹp. Quay mặt trước mặt sau cho bác luôn. Các bác nào cần ảnh chi tiết hơn thì các bác cứ nhắn qua cho em cái em mixer này nhá. Giá này thì em khẳng định các bác thì là quá hợp lý luôn rồi, với hình thức nó còn khá đẹp này, hoạt động bình thường luôn. Và một điều nữa thì em đã báo giá lần lượt từng sản phẩm thanh lý cho bác rồi. Các bác lưu ý giúp em, những sản phẩm thanh lý này là em thanh lý hộ khách, nên là dây rắc khách gửi ra như nào thì em sẽ gửi lại cho các bác như thế. Còn nếu các bác mà lấy những sản phẩm này thì các bác vui lòng giúp em là các bác cọc cái tiền vận chuyển giúp em nhé, tối thiểu tiền vận chuyển. Bởi vì là cái này thì em thanh lý hộ khách nên là phải chắc chắn là em sẽ phải thanh lý được cho khách để em còn chuyển tiền cho khách. Có một số anh em gửi ra nhờ thanh lý còn chưa, em còn chưa chuyển tiền cho khách, khách bảo bao giờ bán được thì chuyển tiền cho khách, nên là cũng muốn là xử lý luôn cho các bác cái luôn cho nó gọn nhẹ. Thì anh em mà có nhu cầu chắc chắn đấy thì các bác vui lòng đặt cọc cho em. Còn tất cả sản phẩm ở đây em báo giá cho các bác thì những cái dây ca lông hay là những dây quang nhỉ, các bác có nhu cầu lấy thêm thì các bác vui lòng báo bên em để bên em gửi thêm, và tất nhiên sẽ phải tính phí. Cái đấy thì em lấy hộ các bác thôi. Dây ca lông là 50 ngàn đồng một cặp, dây quang 3m bọc dù là 100 ngàn đồng một dây. Những giá này thì là thanh lý hộ khách không lợi nhuận nên là không kèm ship hay là dây ca lông cả, giá quá rẻ rồi. Các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại anh em đang xem, thì nhớ cho em xin một nút like và nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn anh em.